Yo, xin chào tất cả quý vị khán giả thân yêu đã đến với video tiếp theo. Các bạn thân mến, thế giới luôn ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn chờ chúng ta khám phá. Từ những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, cho đến nhiều loài sinh vật lạ kỳ như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó, cứ gọi là long lanh là lên luôn. Những sinh vật lạ lần này sẽ mang cho chúng ta một làn gió tươi mới từ đại dương xanh thẳm. Cái tên bạch tuộc chắc chắn sẽ khiến cho nhiều bạn phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ta cùng nhau vào chủ đề ngày hôm nay. Bạch tuộc dừa. Khác với người anh em bạch tuộc chan mang vẻ bề ngoài đáng sợ, thì bạch tuộc dừa lại có kích thước rất khiêm tốn dưới đá đại dương. Chúng giống như một quả dừa với 8 cm chiều dài và những chiếc xúc tu cũng chỉ dài cỡ 7 cm. Tuy nhiên, chúng lại sở hữu màu sắc khá đa dạng và chủ yếu là gam màu tối. Thứ nổi bật nhất trên cơ thể của chúng là các giác mút màu trắng bên dưới các xúc tu. Thay vì chọn cách bò hoặc bơi như những người họ hàng, thì bạch tuộc dừa lại chơi trội bằng khả năng di chuyển đặc biệt, đó là đi bằng hai chân, gần giống với con người. Việc này đã giúp chúng di chuyển nhanh hơn gấp 3 lần so với bình thường. Nhưng đời mà các bạn, được cái lọ thì phải mất cái chài chứ. Nên là loài bạch tuộc này không hề có cơ chế đổi màu cơ thể giống như đồng loại của mình. Đã vậy, lại còn sống công khai không thèm chui rúc ở các vùng vịnh có rất ít nơi ẩn náu. Vậy thì gặp kẻ thù chúng sẽ xử lý như thế nào đây? Thông minh vốn sẵn tính trời, biết là ở biển thì chả có cái quái gì ngoài dừa, nên chúng tận dụng luôn vỏ dừa bị con người thải ra để làm nơi trú ẩn. Cơ mà có nửa quả dừa thì người nông dân biết phải làm sao? Không cần phải suy nghĩ đến 3 giây, anh nông dân quyết tâm đi tìm nửa quả dừa còn lại. Úi dồi, đây rồi, ướm thử cái nào. Ui trời ơi, lại vừa như in đi lị. Chuẩn thế này mà chỉnh một tí thì hóa ra nó lại thành chài. Đấy, các bạn thấy nó có tuyệt vời không? Khi mà đã tìm thấy chỗ để trú nắng trú mưa rồi. Khi mà đã tìm thấy nơi trú ẩn rồi, chúng vác luôn nhà đi khắp thiên hạ bằng những cặp giỏ chắc khỏe của mình. Và nếu có chóc chùn chân, mỏi gối thì phải làm sao? Quay đều, quay đều, quay đều. Rồi ôi, con nhà ai mà khổ thế chứ lì. Một công đôi ba việc, vừa di chuyển nhanh lại dễ dàng tiếp cận và phục kích con mồi ngay trên đường đi nếu thằng nào ý kiến. Và không chỉ vỏ dừa, gần như vỏ nào thì chúng cũng chơi, từ vỏ giò cho đến những thứ vỏ khác. Chỉ cần không phải đổ vỏ là được rồi. Đúng là dân chơi thì không sợ mưa rơi. Bằng cách thức này, chúng đã làm khuynh đảo cả đáy biển, làm cho đám cua mực cứ phải gọi là loạn hết cả lên không biết đâu mà lần. Bạch tuộc chăn. Chuyện chăn gối dường như một đề tài được nhiều anh em bạn bè quan tâm nhưng lại ngại không dám đề cập đến. Và xin giới thiệu đến anh em một nhân vật nghiện mà không hề ngại khi mang chăn đi khắp thiên hạ luôn, với cái tên là bạch tuộc chăn, hay còn gọi là Blanket Octopus. Xét về mặt ngoại hình thì bạch tuộc chăn sở hữu hai xúc tu dài bất thường kèm theo chiếc màng như một chiếc chăn khổng lồ, khiến chúng giống như một mụ phù thủy cưỡi trổi bay trong đại dương. Để có những cảnh quay cận mặt như thế này thì các anh cameraman bất tử đã phải cơm nắm muối vừng lân la khắp các vùng biển từ Đại Tây Dương sang đến Thái Bình Dương và cả Ấn Độ Dương. Chưa kể là bao nhiêu lần phải chạm trán với cả cá mập mới có thể có được những thước phim đắt giá như thế này đấy. Tiếc gì cho anh ấy một like nào các bạn ơi. Quay trở lại với nhân vật chính, sở hữu một vẻ bề ngoài gây mê hoặc người xem vẫn chưa đặc biệt bằng khả năng thay đổi màu sắc một cách nhanh chóng. Từ hồng đỏ rồi lại chuyển sang tím, loài bạch tuộc này như kiểu là được khoác một lớp chăn cầu vồng lên người vậy. Chiếc chăn này không chỉ để làm màu mà còn giúp loài bạch tuộc này bảo vệ bản thân. Cụ thể, khi gặp nguy hiểm, chúng sẽ thoát thân bằng hai phương án. Một là phun mực như những con bạch tuộc khác, hai là xèo tấm chăn khổng lồ ra nhằm tăng kích thước của chúng. Không những thế, tấm chăn này cũng có thể tách ra để đánh lạc hướng kẻ săn mồi. Nhưng có một điều đáng buồn là tấm chăn này chỉ xuất hiện trên những bà phù thủy, mà những ông phù thủy thì lại không có. Chính nó đã khiến sự chênh lệch kích thước giữa bạch tuộc đực và bạch tuộc cái. Điều này còn được thể hiện rõ rệt hơn khi con đực chỉ dài khoảng 2,5 cm, nhưng con cái có thể dài hơn 2 mét và nặng gấp 10.000 lần con đực. Vì sự khác biệt quá lớn như vậy mà quá trình giao phối cũng không hề bình thường, chẳng khác nào con muỗi đốt con vòi. Như cái khó lo cái khôn, những con đực kéo cái cổ túi của nó và mang theo tinh trùng đến gặp con cái. Và khi quá trình giao phối kết thúc, cũng là lúc con đực sẽ trao luôn củ quý của mình cho bạn gái. Trao luôn củ quý của mình cho bạn gái. Trao luôn củ quý của mình cho bạn gái. Còn bản thân thì lên thiên đàng với Huawei.
lên thiên đàng, lên thiên đàng, lên thiên đàng nè. Đợi đến khi trứng chín, con cái sẽ chọn ra một hốc kín đáo và đẻ tới 10.000 quả trứng. Tuy nhiên, số bạch tuộc con sống sót đến độ trưởng thành chỉ chiếm một phần nhỏ trong số đó mà thôi. Bạch tuộc Wunderpuss. Bây giờ thì chúng ta lại cùng nhau đi cùng với anh Caramel để quay về với vùng biển Philippines Đông Nam Á thân thuộc. Một nơi có thể nói là nơi chôn rau cắt rốn của những loài sinh vật lạ, từ loài sao biển đột biến với hàng chục cánh tay đầy lông lá cho đến những con hải sâm cute phô mai que dài 2,5cm, hay là cả cặp cá ống đang ngụy trang gần như hoàn hảo trong bãi cỏ biển. Chúng lại còn lắc lư cho đồng bộ mới chịu đây này. Và dù còn rất nhiều những loài kỳ lạ khác được tìm thấy tại nơi đây, nhưng tất cả đều bị lu mờ bởi một loài bạch tuộc quý hiếm và kỳ lạ bậc nhất thế giới. Nó có tên gọi là Wunderpuss. Chúng đặc biệt ngay từ cái tên Wunderpuss khi là một từ ghép xuyên quốc gia. Wunder trong tiếng Đức có nghĩa là kỳ diệu, và từ trong tiếng Hy Lạp Puss có nghĩa là trần. Ghép lại thì nó có tên là những cái trần kỳ diệu. Nôm na thì là như vậy, còn xét về mặt nhãn quang học thì chúng sở hữu ngoại hình gây ấn tượng ngay ở phút đầu tiên. Nhìn dung nhan này thì không biết là nên gọi chúng là nâu sọc trắng hay là trắng sọc nâu cho đúng nữa. Nhưng mà kệ, sọc gì thì sọc, miễn đẹp là được. Khác với những người nghe bạch tuộc thích chui vào những cái hang đá hoặc là các dạng san hô, thì loài Wunderpuss này lại chọn phong cách sống tự túc là hạnh phúc. Chúng chọn những nơi đất mềm và tự đảo hàng cho chính mình, với lợi thế là những chiếc xúc tu dài gấp 5 lần hoặc là 7 lần cơ thể, nên chúng đảo rất nhanh, rất gọn và cực kỳ là lẹ. Khi xong xuôi vẫn không quên kéo những mảnh vụn phủ dưới đáy biển để ngụy trang. Và rồi chúng dần biến mất dưới đáy đại dương. Đúng là bàn chân ta làm nên tất cả, có sức vào thì sỏi đá cũng thành hang. Bạch tuộc bánh rán. Nghe đến tên là bạch tuộc này thôi chắc hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ tới... Nhưng thực chất là bạch tuộc bánh rán này là có thật. Dù rất ít thông tin về chúng, nhưng chúng vẫn được lót dép ngồi vào danh sách độc lạ bởi loài sinh vật này có hình thù khá là kỳ dị. Chúng sở hữu một hình thù không mấy mỹ miều, lại chẳng ấn tượng gì như những người anh em họ hàng khác. Mà nhìn mấy cái con này thì cứ rèn rẹt, tròn, trông không khác nào cái bánh rán. Chúng dành hầu hết thời gian để lặn sâu hoặc bò ngay trên đáy biển. Hiện nay thì các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về những bí ẩn xung quanh loại bạch tuộc này. Và nếu các anh có tìm thêm được thông tin gì thì mình sẽ thông báo cho các bạn ngay và luôn. Đấy, như vậy là sau vài vòng loanh quanh khắp các đại dương cùng với anh chị em thì mình cũng đã show hết hàng họ những gì quý giá và độc lạ của họ hàng nhà bạch tuộc cho các bạn xem rồi. Có thể thấy rằng loài động vật này dù mang hình dáng như thế nào, hoàn cảnh sống ra làm sao thì chúng vẫn luôn nổi bật bật theo cách của riêng mình. Vì vậy, dù xấu hay đẹp thì hãy vui lên, bởi bạn là duy nhất. Bạch tuộc thủy tinh. Giờ thì chúng ta lại cùng nhau chiêm ngưỡng dung nhan mỹ miều từ hoa hậu của làng bạch tuộc mang tên bạch tuộc thủy tinh. Đúng là có một sự mong manh không hề nhẹ ở loài bạch tuộc này. Không phải tự dưng chúng được bình chọn là một trong những loài bạch tuộc độc lạ nhất thế giới đâu nhá. Vì chỉ tính riêng nơi ở của chúng đã quá là khác bọt với giống loài, vì chúng chọn độ sâu 1.000m tại các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của các đại dương để mai danh ẩn tích. Đã thế chúng lại còn sở hữu một đôi mắt hình chữ nhật nên nhìn chúng lại càng đẹp một cách lạ lùng. Cũng chính vì đôi mắt này mà khiến chúng bị giảm thị lực, nhìn mọi vật cứ như trong sương mờ vậy. Trong mắt những kẻ săn mồi, chúng như một bộ lòng mề đang lơ lửng giữa đại dương. Và điều này mang đến cho những kẻ săn mồi nhiều lần giật mình khiếp vía rồi đấy các bạn ạ. Nếu như các bạn yêu thích chương trình hôm nay như bao chương trình khác, thì đừng ngần ngại để lại một like, chia sẻ video với người thân bạn bè. Cùng với đó là subscribe để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình tiếp theo.